Villa đi. Ngồi đấy, ok, ngồi xuống. Con siro ngồi đấy. Ok, chào mọi người. Tôi chuẩn bị hơi lâu. Messi đâu? Ra đây. Hôm nay tất cả ngồi đây để chúng ta quay video. Đây đấy ngồi. Hôm nay nói chuyện với mọi người về cái thêm một cái bổ sung cho trong cái chế độ dinh dưỡng của chạy chó Rugelovy là cái liver detox. Rồi mọi người thấy rất nhiều những cái hộp ở đây là các cái hộp chibi, không phải để làm hàng đâu, nó đều là những cái hộp dùng rồi. Ở đây là cứ dùng rồi để gọn, để vào chỗ nào hôm nay là hôm nay mới dọn. Cái thực tế dùng để cho mọi người thấy là cái thực tế sử dụng là dùng rất là nhiều. Đây là một phần thôi, một phần rất nhỏ thôi. Rồi, nó đây. Si Pi hai ra lên ghế ngồi. Được, ngồi đấy được. Con siro lên trên này nào, lên trên này ngồi, không để ảnh hưởng đến cái việc anh ấy. Ngồi bên đấy được, ngồi xuống nhìn vào màn hình. Ok, hơi nghiêng sang bên này nhá. Rồi, hy vọng là nó sẽ lấy đủ được mặt ba đứa. Ngồi yên đấy nha, ngồi yên đấy để video hướng dẫn này. Thì lần lượt là mình đã chia sẻ với mọi người về cái chế độ dinh dưỡng của trại là dùng canxi nano là 1, chibi powder là 2. Canxi nano thì bổ sung canxi rồi, chibi powder này là để mà tăng cái tiêu hóa của cho cái đường ruột của con chó, cải thiện đường ruột, bổ sung chất thì nó bổ sung vitamin, bổ sung khoáng chất, bổ sung đạm mà hấp dễ tiêu, mà những cái loại đạm đặc biệt. Tức là khi mà dùng cái này ấy thì là chó của trại nhà mình là hoàn toàn không dùng bất kỳ một loại rau củ nào nha mọi người nhé. Đấy là chia sẻ để mà bởi vì là thấy rất nhiều người hỏi về cái việc là dùng rau củ để chăm cho con chó nó thế này thế kia. Thực sự mà nói là ở trại nhà mình là không hề dùng một tí rau củ nào cả. Còn mọi người mà có cái thời gian để mọi người làm chuẩn bị cái đồ ăn cho nó thì làm rau củ thì gọi là ăn cho vui thôi. Nhưng mọi người nhớ là một số loại củ là cái dạ dày của con chó nó không có tiêu hóa được, cho nên là sẽ phải luộc kỹ bong nhuyễn hoặc là xay vụn nhừ ra ở cái dạng nhuyễn, thì còn mình chẳng biết là nó có tiêu hóa được không. Bởi vì thỉnh thoảng mà vui tay cho chúng nó ăn thì thấy một số loại rau củ là nó không tiêu hóa được, nó ra nguyên đấy chứ nó chả tiêu được như thế nào đâu. Nào, ba con rồi, lên ghế. Siro lên ghế một, lên Messi khẩn trương. Hãy thật. Nhờ mỗi cái việc ngồi trên này thôi. Được rồi, ngồi ở đấy, ngồi xuống. Pila lớn rồi, lên trên ngồi. Không ngồi đấy, ngồi đấy mấy cái không quay được. Ra đây Pila, lên thẳng trên ghế. Ngồi chỗ nào để máy quay nó quay được chứ, để đây quay video của mình à. Hay thật. Siro lên. Siro lên ghế ngồi. Lên đây. Rồi sang bên này ngồi với mẹ. Rồi ok, ngồi xuống đấy. Hai mẹ con mỗi đứa ngồi bên, nhìn vào cái màn hình, nhìn vào máy quay. Yên đấy. Đây này, cái máy quay này. Được rồi, ok, ngồi yên đấy để nghe anh nói, ngồi yên. Nói về Pila ngồi yên không này, Pila buồn cười nhỉ. Cứ thích véo tai, xích vào đây. Ngồi xuống. Siro. Ngồi yên đấy. Pila ngồi yên, không thì Pila lên trên ghế ngồi, nhìn Melsi nó ngoan kia bà. Nhìn thấy Melsi không? Nhìn thấy con nó ngoan không?
có để ngồi yên chỗ ngồi để anh nói không? Siro ngồi yên đấy, cái là xích vào. Ok. Cái khâu chuẩn bị quá lâu, nói về cái liver detox này thì nó là cái gọi là giải độc gan, gan với thận, nhưng mà nó chuyên về giải độc gan. Còn tất nhiên gan nó khỏe thì nó cũng sẽ giúp ích cho thận, nhưng mà nó cái chính của nó là giải độc gan. Còn bình thường chúng ta cứ gọi là giải độc gan thận. Thì cái này tại sao trại mình vẫn dùng cái này cho bọn chó, bởi vì sao? Có những cái giai đoạn ấy là thời tiết nó thay đổi, nó làm cho cái cơ thể của con chó nó yếu. Khi cơ thể nó yếu thì các cái hoạt động tiêu hóa gan thận nó cũng bị ảnh hưởng. Những lúc ấy cũng dùng vài ngày cái liver detox này nhá. Còn bình thường mà nói là khi mà cái con chó nó ăn nó như người chúng ta ấy, ăn đồ ăn này đồ ăn kia, nhất là những cái giai đoạn mà trại mình có thời gian rảnh cho chúng nó ăn thịt, bởi vì mọi người biết là ăn thịt thì nó rẻ hơn ăn hạt, nó cũng là một cái tiết kiệm một cái chi phí chăm sóc chúng nó là một, nhưng mà cái thứ hai nữa là cái cho nó ăn được như thế là chúng nó ăn cho nó cảm giác cho nó ngon miệng hơn và nó dễ tiêu hóa hơn. Thì những cái giai đoạn ăn thịt đây xong là đều sẽ dùng cái giải độc gan này. Bởi vì sao? Bởi vì thịt ở Việt Nam ấy, cái dư lượng thuốc luôn luôn còn. Cái này thì mình đã kiểm tra bằng nhiều cách. Một số anh em hỏi về cái vấn đề là cho ăn thịt mua của, dành cho người ăn thì có cần dùng không? Thì bản thân trại nhà mình là đa số thịt cho ăn là thịt mua ở chợ cho người ăn, mọi người nhé, chứ không phải là còn thịt có những cái lô do cái người quen người ta bán, thì có những lô người ta bắt về để người ta đi chợ, nhưng mà do cái này do cái kia nó chết này kia thì cũng có thể mua ủng hộ. Nhưng đa số là khách hàng ruột của các chị bán thịt ở chợ, đấy là mọi người phải hiểu là như thế. Mà khi mà cho ăn thịt như thế nhưng vẫn phải dùng cái này, hay là những cái giai đoạn mà cái con chó nó cần xem nào, cái giai đoạn mà dùng cái này là những đợt nóng vừa rồi là phải dùng. Trời, thời tiết nó nóng nó ảnh hưởng sức khỏe con chó, như mình nói là những đợt thời tiết nó thay đổi ấy, thời tiết nó nóng nó ảnh hưởng sức khỏe con chó, thì con chó nó bị nhiệt, nó nóng gan là nó bị nhiệt, thì cũng dùng cái này. Thì nếu mà dùng định kỳ thì mọi người sẽ dùng cái liver detox hỗ trợ cho gan nó khỏe lên và giải độc gan này định kỳ 1 năm 2 hoặc 3 lần với cái con chó con hoặc con chó trưởng thành đều như thế, 1 năm 2 hoặc 3 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 2 tuần đến 3 tuần hoặc là có thể đến 1 tháng tùy vào cái chế độ ăn của con chó của mọi người. Thì đấy là nếu mà dùng định kỳ. Còn trong cái trường hợp mà những cái con chó mà nó đã bị nóng rồi thì bắt buộc sẽ phải dùng liều liên tục 1 tháng nếu nó đã bị nóng trong. Trước đây chưa từng dùng ấy, mà nó đã bị nóng trong thì sẽ phải dùng liên tục 1 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái con chó đấy là những con chó mà gan thận nó bị yếu rồi. Nó cái chế độ ăn là nó làm cho gan thận nó quá mệt. Nó phát ra nóng trong rồi nó phát ra phân nó không được khuôn, hay là nó nổi mẩn ở bụng, hay là nó lở miệng, tức là nó lở mép này mọi người. Những cái trường hợp mà con chó nó bị nóng trong mà nó có thể nó lở mép này nhá. Cái lở mép này con chó nó bị kiểu như là nó bị lở ở đây, thường thấy là khi nóng trong mà nó lở mép nó lở ngay cái đoạn này luôn, chứ nó không lở những chỗ khác. Thì khi mà nó lở mép như thế này dễ nhìn thấy nhất là khi mà con chó nó bị lở như thế thì nó sẽ không ăn, hoặc con ăn rất là ít, hoặc là nó nổi mụn ở bụng này. Đây là giả sử như là con chó nó bị nóng trong nó sẽ nổi mụn ở đây là cái phần mà nó thường dễ nổi mụn nhất, hay là nó nổi mẩn ở da toàn thân thì đấy là nó bị nóng trong nặng hơn rồi. Còn nó bình thường nó sẽ nổi mẩn ở bụng trước,
hoặc nó nổi, có thể không nổi mẩn ở bụng, thì là cái mép của nó mọi người sẽ thấy là cái màu sắc nó sẽ không đều như bình thường. Nó sẽ có những cái đoạn nó đỏ, nó bị bần mép ra đấy, là nó nóng trong, nó bị lở miệng. Thì trong những cái trường hợp như thế, mọi người cho dùng cái này ấy, thì mọi người chỉ cần dùng liên tục 4 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì là nó hết hoàn toàn cái nóng trong đấy. Nhưng mà 3 ngày, 4 ngày với cái liều giả sử như là với bọn rốt này, cho cái này thì là mình cho dùng một ngày xem nào, đợt đấy là cho dùng, bởi vì con chó của mình nó được dùng định kỳ, nó vẫn bị nóng trong ấy, thời tiết mà nó khắc nghiệt nó vẫn bị nóng trong thì mình dùng một ngày 4 viên. Đấy là bởi vì bình thường mình cho dùng định kỳ, còn nếu mà mọi người mà có con chó của mọi người mà chưa từng dùng mà nó bị nóng trong, đồng thời mọi người muốn cho nó thải độc và gan thận để cho theo kiểu như nó làm cái cơ thể nó khỏe lên một lần, thì có thể mọi người sẽ cho dùng nó 5, cho nó dùng 5 viên một ngày. Cái liều mà quy định ở trên này thì người ta dùng là hướng dẫn là 1 viên trên 10 cân. Nhưng mà khi đấy là ở trong cái điều kiện là chúng ta sẽ dùng điều độ, còn nếu mà bình thường trong điều kiện mà chúng ta dùng điều độ định kỳ, còn nếu mà chúng ta dùng lần đầu tiên chúng ta nên dùng hơn 1 viên trên 10 cân. Và đây cũng có hướng dẫn rõ là cái liệu trình dùng là 21 đến 28 ngày, tức là nó là 3 đến 4 tuần. Thì như mình nói là giả sử như là bọn chó nhà mình dùng định kỳ thì cứ 3 tháng hoặc là 6 tháng tùy vào cái chế độ ăn nó nhiều thịt hay ít thịt thì mình sẽ cho chúng nó dùng một lần. Và khi mình dùng định kỳ như thế thì một lần mình chỉ cần cho dùng khoảng 2 tuần là xong rồi. Thực ra cái này, một cái lọ này dùng được rất là lâu, 150 viên. Cái lọ này thì nó rẻ thôi, nó bằng tiền của lọ Pacinano 250.000. Lọ này của nó có 120 viên thôi. Đây là cứ dùng lọ nhưng mà cũng chẳng bao giờ để ý cái số viên đâu. Dùng đến khi nào hết thì lại dùng lọ khác. Đây là giới thiệu với mọi người về cái liver detox này nhá. Ai mà cái con chó mà ở cái tình trạng mà cái chế độ ăn mà mình hay cho ăn thịt, cổ gà rồi gà chết, gọi là gà toi, gọi là gì đấy, thì là mọi người nên lưu ý cái này. Bởi vì cái dư lượng thuốc ở trong gà, nhất là gà chết nó nhiều lắm. Cái gà chết nó còn có tùy kiểu gà chết nha mọi người nhé. Cái gà chết là sau khi người ta đã cái trại gà người ta đã cho nó dùng rất nhiều thuốc để cứu nó, nhưng mà nó vẫn yếu đi thì người ta nó vẫn yếu đi và nó vẫn chết. Thì cái gà chết kiểu đấy là cái dư lượng thuốc nó rất là nhiều, khi mà mọi người luộc lên thì nó sẽ còn hơi sực mùi thuốc cơ. Còn cái gà chết mà theo cái kiểu chấp nhận được là kiểu gà chết mà nó theo là có thể là nhiệt độ hay là này kia nó bị toi và nó ở cái giai đoạn là nó ok rồi. Còn cái dễ nhìn thấy nhất của cái gà chết mà gọi là chấp nhận được là gì? Là khi chúng ta luộc lên thịt gà nó vẫn thơm. Nó sẽ không thơm bằng con cái gà tươi được, nhưng mà thịt gà nó vẫn thơm và nó không có một cái mùi thuốc gì, thì cái gà đấy là gà ok chấp nhận cho ăn được. Là cái gà đấy chính là cái gà mà thỉnh thoảng là trại nhà mình là có ủng hộ những cái người mà bán gà là có ủng hộ cái gà, là dùng cái gà đấy. Chứ còn mình nói là mình đã từng mua, bởi vì trại nhà mình số lượng chó nó rất là nhiều, và mình mua gà là thường là mình vào hẳn trại gà nuôi để mình mua. Nhưng mà mình cũng đã rơi vào cái tình huống là một lần là mua gà, mua gần 3 tạ gà sống nhá mọi người nhá, chứ không phải mua gà chết đâu, mua gà còn đang chạy đấy, gần 3 tạ cầm về trại thịt. Thì mình nói là cái lô gà ấy nó là gà sống nhưng mà ôi thôi, luộc lên nó toàn mùi thuốc thôi. Tức là nó là những cái mùi thuốc, nó như là cái mùi thuốc gọi là penicillin, thuốc kháng sinh ngày xưa ấy. Còn không biết là người ta cho ăn bằng cái gì. Sau đấy là thôi mình cạch luôn cái trại luôn, cứ hỏi chào cái gì cũng lấy đấy. Bởi vì là mình đã yêu cầu là cái thịt gà là nó phải là thịt gà người ăn được. Còn mình mua tại trại là mình mua số lượng nhiều,
mua những con có thể là nó què chân, nó có thể là nó thế này thế kia để cho nó rẻ đi được một chút, nó đỡ đi. Nhưng mà với cái điều kiện là thịt, tất cả mọi thứ là nó phải là ngon lành, thì lại cho mình cái lô gà đấy toàn thuốc và thuốc. Đấy là chia sẻ để mọi người biết được là cái gà sống nó còn như thế, thì cái gà mà chết toay mà nó cho uống thuốc chán chê thì nó sẽ còn độc hại hơn nhiều. Và chính là vì như thế cho nên là những cái người mà cho chăm chó bằng gà ấy, thì mọi người nên lưu ý đến cái này. Thì cái sức khỏe của con chó của chúng ta nó tốt, cả chúng ta nuôi sinh sản hay là chúng ta nuôi theo kiểu là người bạn gia đình, thì cái gan của con chó nó quyết định rất rất nhiều thứ. Cái gan nó là một cơ quan cực kỳ quan trọng. Tất nhiên cả cơ thể cái gì nó quan trọng thôi, nhưng cái gan nó cực kỳ quan trọng và liên quan tiêu hóa. Thì khi mà cái gan của con chó của chúng ta cho uống định kỳ để mà cho gan nó khỏe lên, thì chúng ta sẽ đỡ được rất nhiều tiền thuốc, rồi cho ốm rồi này kia rất là mệt mỏi. Thì như nhà mình là chó, nhà mình là chăm hầu hết là bằng hạt mọi người ạ. Nhưng kể cả nó chăm bằng hạt mình vẫn chưa dùng cái này, bởi vì chăm bằng hạt thì nó xảy ra cái tình trạng là vào mùa hè thì ok, con chó nó uống rất nhiều nước ok, nhưng mà nếu vào mùa đông nước lúc nào cũng có sẵn ở trong chuồng, nhưng mà con chó có thể nó lười uống nước. Khi con chó nó lười uống nước mà cái lượng hạt nó ăn vào nó nước uống nó không đủ, thì nó sẽ cơ thể nó sẽ phải tiết ra rất nhiều dịch để nó tiêu hóa. Và trong cái trường hợp như thế thì gan nó phải hoạt động, gan thận để nó tiết ra mật rồi tiết dịch này kia, nó sẽ phải làm việc cường độ cao, nó sẽ phải tiết ra nhiều hơn mà. Thì trong những cái trường hợp như thế vẫn dùng cái này là vì như vậy, nghĩa là đại khái là nó sẽ làm để mà cho gan nó khỏe lên, là cái này gan nó khỏe lên, nó có kéo thận khỏe lên. Nhưng nếu mà với những cái trường hợp mà con chó mà thận nó kém thì lại dùng cái khác, chứ cái này không đủ. Cái này chủ yếu là vào gan, còn gan nó cũng có tác dụng thận luôn. Thì đấy, chia sẻ với mọi người để mọi người biết được là bản thân trại nhà mình chăm chó là hạt, thịt là hầu hết là thịt mua ở chợ người ăn mà mình vẫn phải dùng. Đấy nó là một cái để phòng ngừa nữa, để con chó nó khỏe. Thì mọi người có thể nhìn mọi thứ, cái tác dụng cả cái canxi, cả cái chibi hay là những cái chăm sóc, thì mọi người nhìn ở trên con chó của trại để mọi người cảm nhận được cái những cái sản phẩm này nó tốt như thế nào, nó làm cho con chó nó khác như thế nào. Con chó nó khỏe khoắn nó thế này thế kia. Thực sự mà nói là nhà mình nuôi chó thì có khi là gần như là chẳng bao giờ phải thuốc thang, phải bổ thịt cho những cái con mà nuôi trại từ bé. Nào, ba đứa ra đây, lên ghế. Nào, merci. Tí nó xong rồi chơi. Ok, Siro lên ghế. Lên đây. Merci. Yumi. Lên. Rồi, Si lên luôn. Lên ghế cơ. Lên trên phòng. Lên trên ngồi, Siro. Quay vào đây. Lên đây. Nhảy lên. Nhảy qua người bà đi, lên trên. Rồi, ngồi đấy. Ok, ngồi xuống đấy. Yumi ngồi xuống đấy. Siro ngồi đâu? Lên ghế đi. Sang bên này. Siro, sang đây. Khẩn trương. Hay thật. Ok, rồi, lên thì ngồi đấy đi. Ngồi đấy được. Đi nữa. Rồi, hôm nay chia sẻ với mọi người về cái liver để tóc này. Ai mà có thời gian thì xem kỹ nha. Khuyên mọi người nên dùng. Trại nhà mình là dùng hết. Cái này thì nó... có một cái đặc điểm là cái này nó rất là đắng. Cái liver để tóc này, cái viên thuốc này thế thôi nhưng nó rất là đắng. Và cái viên thuốc này là uống là phải nhét miệng, chứ không có
cho vào đồ ăn được đâu. Cái viên thuốc này là phải nhét miệng đây. Viên siro này. Ok. Nuốt. Nhẹ lại bụp ra. Siro hừ hơn mấy đứa em. Giá đây. Úi xồi, thằng cái này vỡ thật rồi, thằng máy làm gì nữa. Nó ra cái này có mặt ấy bằng niềm tin. Không. Lên ghế đấy.